Thưa quý vị, bên cạnh khám chữa bệnh, một công việc gây tốn thời gian cho bác sĩ điều dưỡng là ghi chép bệnh án, phiếu và sổ sách. Thực tế tại một số cơ sở y tế, chúng tôi được biết là còn xảy ra tình trạng quá tải kho lưu trữ bệnh án giấy. Theo thống kê, đến nay mới có 20% bệnh viện hạng 1 triển khai bệnh án điện tử thay thế cho bệnh án giấy. Như vậy là tiến trình tin học hóa bệnh viện ở Việt Nam được coi là diễn ra quá chậm. Vậy tại sao vấn đề này lại được triển khai ở Việt Nam chậm đến như vậy? Để chia sẻ một góc nhìn nào đó về câu chuyện này, chúng tôi mời đến trường quay hôm nay bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào biên tập viên và chào khán giả của chương trình VTC 14. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phúc đã nhận lời tham gia chương Vâng. trình và mong rằng với quan sát và kinh nghiệm của bác sĩ chúng ta có thêm góc nhìn về câu chuyện này. Như chúng tôi được biết là hiện nay thì nhiều cơ sở y tế họ vẫn chưa triển khai được cái bệnh án điện tử và cái việc mà bác sĩ điều dưỡng ghi chép thì thực sự rất là khổ sở. Phần đầu chương trình thì chúng ta thấy có những hình ảnh những cái tủ để giấy Vâng. tờ nó rất là lộn xộn, nó tìm cũng khổ chứ không nói là lưu trữ. Và chúng tôi thấy là việc bệnh án viết tay đang gây ra khá nhiều áp lực. Vậy là một bác sĩ có thể chia sẻ áp lực đó được không ạ? Phải nói rằng tôi là một trong những cái bác sĩ, tôi khẳng định là số ít bác sĩ rất quan tâm tới cái bệnh án điện tử ngay từ khi mà thế giới bùng nổ cái bệnh án điện tử. Thế thì khoảng 15 năm về trước, tôi lấy một cái ví dụ như này. Khi tôi thống kê một con số chính xác ấy, ở Hà Nội là riêng Sở Y tế Hà Nội có khoảng 30 bệnh có 30 bệnh viện và 41 trung tâm y tế, tức là có 71 cơ sở y tế, nhưng mà số bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của chúng tôi là lên tới 175 người. Trong khi đấy là của Hàn Quốc tôi khảo sát là 199 cơ sở y tế nhưng họ chỉ cần có 70 bác sĩ. Chúng ta hình dung rằng 199 cơ sở y tế quy mô tương đương với của Việt Nam, của Hà Nội mà người ta chỉ cần có 70 bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Trong khi đó chúng tôi chỉ có 71 cơ sở mà chúng tôi cần những 175 người. Chưa kể rằng chúng tôi phải cần thêm 524 bác sĩ mà rải rác ở khắp các cái cơ sở tuyến phường xã. Thế thì điều đó muốn nói rằng cái khối lượng công việc của chúng tôi khủng khiếp. Và tôi muốn ví như thế này, trong ngành y chúng tôi làm việc thì có hai cái. Một là chúng tôi làm việc mang cái tính chất là lao động thủ công. Hai là lao động về mặt chất xám. Thế thì với cái bệnh án giấy, chúng tôi phải đầu tư 95% công sức để trở thành một công nhân y tế. Trong khi đấy chúng tôi chỉ có 5% công sức để đầu tư vào cái trí tuệ của mình thôi. Trong khi đó nếu chúng ta triển khai bệnh án điện tử thì chúng ta sẽ đảo ngược lại là chúng tôi không bị biến 95% kia thành công nhân y tế nữa mà 95% đó để chúng tôi hoạt động về mặt trí tuệ, phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị. Còn chúng tôi chỉ làm có 5% công nhân y tế thôi thì đây là một cái mà tôi cho rằng cái sự vất vả của chúng tôi thể hiện qua con số tôi vừa mới nói. Vâng, quả thật là với những con số thực tế qua quá trình làm việc của bác sĩ Phúc mới thấy là công tác chúng ta phải số hóa mọi thứ nó quan trọng như thế nào. Vậy chắc hẳn là có những khó khăn, ví dụ như bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mình không làm trực tiếp mà từ các tuyến dưới chuyển lên, hình ảnh nó bị mờ, nó không nhìn được, thì chắc chắn là đã có những lần bác sĩ hoặc là đồng nghiệp đã phải trải qua đúng không ạ? Vâng, trước khi tôi đến chương trình ngày hôm nay thì có một bệnh nhân ở trong thành phố Hồ Chí Minh và một bác sĩ ở trong đó cũng rất băn khoăn về cái chẩn đoán, có một cái trường hợp chẩn đoán khá là khó. Thế thì họ muốn nhờ tôi hội chẩn lại để xem như thế nào. Vâng. Nhưng mà cái cơ sở y tế của họ ở đấy không có cái hệ thống tách, không có bệnh án điện tử, thế rõ ràng rằng chúng tôi không tài nào kết nối được hết cả. Thế thì ngay từ hôm 29 tháng 4 thì bác sĩ đã in cho họ một cái đĩa CD. Thế rồi tất cả những cái dữ liệu bệnh nhân và gửi qua đường chuyển phát nhanh. Và trước khi tôi đến chương trình ngày hôm nay thì bệnh nhân đã rất sốt ruột, nói rằng bác đã nhận được cái hồ sơ em gửi ra chưa. Nhưng mà sự thực là tôi chưa nhận được. Trong khi đó nếu như chúng ta triển khai bệnh án điện tử, chúng ta liên thông giữa các tuyến, giữa các bệnh viện, chúng tôi chỉ cần cái mã ID của bệnh nhân, chỉ cần cái password và chúng tôi vào, chúng tôi có thể truy cập được tất cả các dữ liệu. Và cái điều đó sẽ cho phép chúng tôi chẩn đoán chính xác hơn nhiều. Hàng ngày tôi khám chữa bệnh ở bệnh viện thì rất nhiều những bệnh nhân đến, tôi hỏi các cái dữ liệu của họ đâu thì may ra họ đưa cho tôi được cái tờ phim, trong khi đấy nó có hàng nghìn ảnh mà người ta chỉ đưa được một cái tờ phim có vài ảnh thôi. Thế tôi chưa kể rằng có những bệnh nhân lại không đem hồ sơ giấy tờ đi. Do vậy là đây là một cái sự rất lãng phí và một cái sự rất khó khăn khi mà chúng tôi chẩn đoán đòi hỏi phải sâu chuỗi tất cả các dữ liệu thì chúng tôi lại không có được. Được. Ngoài ra thì còn có những khó khăn khác như đã nói là cái quá trình lưu trữ hồ sơ chắc chắn là bằng giấy thì sẽ đến lúc phải cạn kiệt không gian. Vậy thì theo bác sĩ với góc nhìn của mình thì tại sao lại chậm như vậy trong việc chúng ta tin học hóa dữ liệu của bệnh viện?
có nhiều cái yếu tố mà dẫn tới chúng ta chậm. Cái yếu tố đầu tiên ở đây tôi muốn nói là con người. Con người thì chúng ta biết rằng không phải ai cũng có thể cập nhật tin học rất là nhanh. Khi mà tôi để ý đến bây giờ nha, vẫn còn những bác sĩ mà gõ hai chữ O thành một chữ O, người ta vẫn khó khăn. Thế và họ đánh máy rất là chậm, họ truy cập, họ tìm các cái tài liệu rất chậm. Thì những cái người đó họ sẽ không sẵn sàng để mà tiếp cận cái bệnh án điện tử và họ sẽ tìm mọi cách để họ chống lại. Thế còn một cái đối tượng đó là những người mà người ta nhanh nhạy, người ta trẻ như chúng tôi chẳng hạn, thì lúc đó họ sẽ tiếp cận nhanh hơn. Và cái yếu tố thứ hai ở đây tôi muốn nói rằng cái nền tảng cơ sở hạ tầng của chúng ta, khi chúng tôi đang làm việc tự dưng mất điện một cái, thế thì thành ra tất cả mọi cái chúng tôi mù, không còn thông tin nữa. Thế rồi chúng tôi đang làm việc thì tự dưng máy tính hỏng, đang làm việc thì phần mềm nó bị hỏng. Và tất cả những cái điều đó là cái cản trở để cho người ta chưa sẵn sàng tiếp cận với lại bệnh án điện tử. Vâng, phải chăng bác sĩ đang muốn nói đến sâu hơn về những cái khó khăn vướng mắc ở các cơ sở y tế? Bởi lẽ như tôi được biết là các chuyên gia họ nói phần mềm quản lý bệnh viện nó không đơn giản, nó không hề khó khăn, tiếp cận rất dễ, quan trọng là triển khai như thế nào thôi. Vâng, nếu chúng ta chỉ đứng ở cái góc độ những người làm công nghệ thông tin, tức là viết ra phần mềm, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nó không hề khó khăn. Nhưng mà ở đây một cái phần mềm trong y tế là đòi hỏi phải thổi cái hồn y tế, phải có cái kiến thức y khoa vào trong đó thì phần mềm đó chạy mới tốt được. Do vậy là các cái kỹ sư công nghệ thông tin của chúng ta, tôi cho rằng họ không có cái kiến thức căn bản về những các cái điều quản lý trong bệnh viện cũng như y khoa. Đến khi họ viết phần mềm nó xảy ra rất nhiều chuyện. Thực tế tôi sử dụng những phần mềm của nước ngoài rất nhiều rồi, nhưng mà khi sử dụng phần mềm Việt Nam nó khác. Tôi chỉ lấy đơn giản như thế này thôi, từ cái định dạng phông chữ, từ những các cái gõ. Bây giờ chúng tôi giả sử bị mất điện xong thì lúc mà tôi đọc kết quả cho thư ký đành phải máy chưa nối mạng được, thì lúc máy bật lên thì họ soạn một cái đoạn text để đấy. Đến khi kết copy và dán vào trong cái phần mềm đó thì chúng ta hình dung rằng cùng một dòng nhưng có chữ to như con gà mái và có chữ nhỏ như con kiến ấy. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ như vậy thôi. Chưa kể rằng những các cái lỗi của tìm kiếm, những cái lỗi của hiển thị, những cái lỗi của kết nối giữa cái bộ phận nọ với bộ phận kia, chúng ta chưa làm được những cái điều đó. Tôi cho rằng cái thuật toán chúng ta chưa tốt và cái kết nối giữa y khoa với lại kỹ thuật chúng ta chưa làm tốt. Chúng tôi thấy là bác sĩ Phúc có nhắc đến một số nước mà bác sĩ cũng đã thử dùng phần mềm của họ. Vậy chúng ta có thể tham khảo học hỏi được những điều gì từ các nước đã triển khai tốt việc tin học hóa bệnh viện? Tôi cho rằng là các nước người ta triển khai được rất tốt cách đây hơn chục năm rồi. Và cái tin học hóa bệnh viện họ đã làm đến giờ phút này là 20 năm, đúng ra là 23 năm. Thế và thu lại được rất nhiều những các cái lợi ích. Nhưng mà cái kinh nghiệm của họ là gì? Cái đầu tiên đó chính là yếu tố con người. Yếu tố con người họ kiên quyết làm sao đó để họ cập nhật những các cái kiến thức mới, đặc biệt là những các cái vấn đề về tin học mang cái tính chất phổ cập hóa mà họ phải làm được. Cái điều thứ hai đó chính là những các cơ sở hạ tầng như là trang thiết bị máy móc phải đảm bảo tốt, những các cái máy mà nó vận hành làm sao nó không bị ì ạch. Chứ thực sự ra chúng tôi thấy rằng tôi đi rất nhiều những cái bệnh viện, những cái máy sau khi mở phần mềm lên không chạy được. Và không chạy được tôi lại bảo thôi để tôi đến ngay tại cái máy chụp tôi xem thôi, chứ còn tôi không thể xem ở tại cái đầu tận cùng được. Thế thì ở đây tôi muốn nói tới yếu tố cơ sở hạ tầng. Và cái điều thứ ba đó chính là cái bài toán kinh tế bệnh viện mà chúng ta phải rất cân nhắc và chia sẻ làm sao để cho nó hợp lý. Vâng, có thể cảm nhận bác sĩ Phúc rất là tâm huyết trong việc thay đổi để làm sao thuận tiện cho bác sĩ như bác sĩ Phúc hay là cho bệnh nhân cũng bớt vất vả hơn. Vậy thì với những quan sát của mình, theo bác sĩ, ở Việt Nam chúng ta kết hợp cả những cái kinh nghiệm từ nước ngoài nữa, thì thời gian tới chúng ta có thể làm những việc gì để thay đổi trong ngắn hạn, trong dài hạn để tin học hóa bệnh viện triển khai được hiệu quả hơn? Như lúc nãy tôi vừa mới nói là cái yếu tố đầu tiên là yếu tố con người cực kỳ quan trọng. Cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố cơ sở hạ tầng, thì chúng ta phải đồng bộ hóa, chứ không phải rằng chúng ta kết nối với lại những các cái máy tính hay những các cái phần mềm đó quá là yếu kém. Nhưng cái yếu tố thứ ba tôi cho rằng cực kỳ quan trọng đó chính là bài toán kinh tế y tế. Chúng ta biết rằng là trong hệ thống y tế thì có một là bệnh nhân, hai là bên thanh toán và ba là bên cung cấp dịch vụ, tức là y tế, nhân viên y tế chúng tôi. Thế thì một cái gói về lợi ích thì chúng ta thấy rằng cái lợi ích khá là lớn. Vậy chúng ta phải làm thế nào cân đối giữa ba cái bộ phận đó thì chúng ta mới triển khai được tốt. Thế còn nếu chúng ta chưa đặt cái bài toán kinh tế y tế lên trên thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Vâng, vậy có thể hỏi thêm bác sĩ Phúc, vì tại bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội cũng là một cơ sở y tế rất là uy tín.
Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một vài những cái đề xuất cụ thể tại Bệnh viện Sanh Pôn nơi bác sĩ đang công tác để triển khai cái vấn đề như bác sĩ vừa nói được tốt hơn được không ạ? Như bệnh viện của chúng tôi thì hiện tại đến thời điểm này chúng tôi đã thực hiện số hóa bệnh án vẫn gần như có thể nói là cơ bản hoàn toàn. Thế và cái điều quan trọng ở đây là chúng tôi quyết tâm làm. Quyết tâm làm, có những các bộ phận, có những anh chị em là chưa ngay lập tức chưa cập nhật luôn vào thì sẽ có từ trên ban giám đốc nhắc nhở xuống các cái phòng ban và có một cái mạng lưới kết nối với nhau nhắc nhở luôn trực tiếp bệnh án đó, ca bệnh đó và trường hợp đó anh đã có cái gì, anh chưa cập nhật, anh vẫn còn sai. Thế và liên tục như vậy trong một cái khoảng thời gian thì tôi cho rằng dần dần mọi người sẽ phải cố gắng để chúng ta hoàn thiện và chúng ta làm được cái công việc đó. Thế còn nếu như không có cái sự kết hợp của ba bên ở đây là gì, là lãnh đạo cấp trên phải ra cái, phải có một cái quyết tâm, thứ hai là những các cái người làm ở dưới, và thứ ba là về phía bệnh nhân cũng vậy, phải thấy được rằng bệnh án điện tử rất có giá trị và khi người bệnh cũng ủng hộ nữa, và với ba cái thế trận kiểng như vậy thì tôi cho rằng chúng ta sẽ triển khai được rất tốt. Xin cảm ơn bác sĩ Phúc với những chia sẻ trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.